việc cung kính đảnh lễ được phước báo lành quý báu như thế nào. Sau đây thầy sẽ kể một mẩu chuyện trong kinh, các con cùng nhau lắng nghe nha. 10. Chuyện phước lành một lần cung kính lễ bái của người con trai. Thuở xa xưa, tính ngược thời gian về trước khoảng 90 kiếp tuổi thọ quả đất, vào thời Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Vipassi. Đức Phật Vipassi có nước da sáng ngời như màu vàng ròng, thần tướng vô cùng trang nghiêm, xinh đẹp và thanh tịnh. Vào một buổi sáng nọ, Đức Phật trên con đường trì bình khất thực, một người trai trẻ trông thấy oai lực từ bi toát ra từ dung nhan sáng ngời, trang nghiêm thanh tịnh của Ngài. Trong lòng liền phát sinh sự cung kính vô cùng. Hai tay chắp lại thành tâm hướng về cung kính lễ bái Ngài. Bắt đầu từ kiếp sống ấy, trải qua vô số kiếp luân hồi, người con trai không một lần nào bị đọa sinh vào một trong bốn đường ác đạo, mà hằng được tái sanh vào các cõi an vui, cõi người, cõi trời, cùng các cõi trời đại phạm thiên vân vân. Kiếp cuối cùng được tái sanh làm con trai của gia đình một đại phú hộ trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca. Sau khi xuất gia trở thành tỳ kheo không bao lâu thì chứng đắc đạo quả thánh nhân A-la-hán có tên là Ekanjaliya Mahathera. Vì phước lành lớn lao từ sự kết hợp của thân và tâm, thành kính chấp hai tay đảnh lễ một lần đến Đức Phật Vipassi, mà không có một lần nào bị sinh vào trong bốn đường khổ cảnh, lại hằng được tái sanh vào các cõi an vui như cõi người, cõi trời, cùng các cõi trời đại phạm thiên vân vân. Đến kiếp cuối cùng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Do vậy mà thầy thường nhắc nhở động viên các con không những đừng lười biếng, mà còn cùng với thân tâm cung kính, tùy theo nơi chốn và hoàn cảnh thích hợp, chắp hai tay lễ bái kim thân Đức Phật xá lợi của Ngài mỗi khi có cơ hội đó các con nha. Thưa dân, cùng với thân và tâm chúng con cung kính sẽ đảnh lễ bạch thầy. 11. Giải về ba ngôi báo Tam Bảo. Này các con, nói về Đức Phật các con đã hiểu kha khá rồi, nói về giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật các con cũng hiểu sơ sơ rồi. Vì thấu hiểu và thỏa thích với giáo pháp nên những bậc xuất gia trở thành tỳ kheo và tinh tấn cố gắng hành đạo như bậc thánh nhân Ekanjaliya Mahathera. Các con cũng đã hiểu rõ rồi. Như vậy các con có tin về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng không? Dạ vâng, chúng con tin ạ. Như vậy khi mà được gần gũi với Đức Phật và chư tăng, các con không muốn được nghe một vài lần giảng về sự an vui, lợi ích hay sao? Bạch thầy, chúng con muốn nghe ạ. Sau khi nghe và hiểu những pháp mang lại lợi ích rồi, nếu cùng nhau thực hiện sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ví dụ như giáo pháp dạy đừng gây gỗ, kết chặt thù oán nhau. Nếu làm theo lời dạy ấy thì sẽ được an vui lợi ích hay sẽ bị phiền não khổ đau hơn? Sẽ không phiền não mà an vui hơn bạch thầy. Do vậy Đức Phật, Đức Pháp cùng với chư tăng, những bậc hành theo lời dạy của Đức Phật, cố gắng tinh cần ngày đêm chân chánh hành đạo để chỉ dạy và hướng dẫn con đường thành tựu nhiều sự lợi ích an vui ngay trong kiếp hiện tại này cũng như trong kiếp sau, không xứng đáng cho chúng ta nương tựa quy y hay sao? Xứng đáng để nương tựa, thưa thầy. Vậy các con hãy đọc theo thầy nhé. 1. Buddham Saranam Gacchami, nghĩa là con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 2. Dhammam Saranam Gacchami, nghĩa là con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 3.
Sangam Saranam Gacchami, nghĩa là con đem hết lòng thành kính quy y Tăng. Cẩn thận và chắc chắn hơn lần thứ nhì. 1. Duti Yami Buddham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. 2. Duti Yami Thammam Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. 3. Duti Yami Sangham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Cẩn thận và chắc chắn hơn lần thứ ba. 1. Tapi Yampi Buddham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. 2. Tapi Yampi Thammam Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. 3. Tati Yampi Sangham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Dĩ như sự chôn chặt các cột trụ bê tông vững chãi cố định dưới lòng đất để làm nền móng vững chắc cho việc xây dựng một ngôi nhà xinh đẹp bền bỉ chắc chắn trên mặt đất vậy. Khi mà độc thuần thuộc nhập vào tâm trí rồi, người đó nếu là nam thì gọi là người cận sự nam trong Phật giáo, từ Pali gọi là Upasaka. Người đó nếu là nữ thì gọi là cận sự nữ trong Phật giáo, từ Pali là Upasaka. Upasaka nghĩa là người có đức tin hướng về nương tựa nơi Tam Bảo. Đối trước tượng Phật, trước Xá Lợi Phật, hoặc trước chư Tăng, trước vị Thầy, trước bậc cha mẹ hoặc người nào tôn kính, đọc một lần nguyện gìn giữ ân đức của ba ngôi Tam Bảo, có đức tin với Phật Pháp Tăng một cách tuyệt đối, thì việc phát nguyện quy y nương tựa này không bao giờ bị hư mất cho đến trọn đời. Lại nữa, việc đọc niệm Buddham Saranam Gacchami, Thammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Những người lớn ngày xưa luôn bảo nhau rằng nếu thường nhớ đọc niệm ba câu trên thì những loài dạ xoa, ma quỷ, vân vân không dám đến gần và không níu kéo ta được. Liên quan đến điều này, có một tích chuyện trong kinh, thầy đọc cho các con nghe nhé. 12. Chuyện con trai người đốn củi. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, tại nước Ấn Độ, Bình Sa thời Đức Phật Tổ Thích Ca hành đạo tại thế. Thời ấy, Đức vua Bimbisara trị vì. Trong kinh thành Rajagaha, có một bé trai có đức tin nơi Đức Phật tên là Samadithi, cùng chơi rất thân thiết với một người bạn có tên là Mitradithi, là bé trai không có đức tin nơi Đức Phật. Hàng ngày hai trẻ cùng chơi đánh đố với nhau bằng những viên sỏi nhỏ. Trẻ Samma thường có trí nhớ và có đức tin nơi Đức Phật, nên miệng thường đọc lẩm nhẩm Namo Buddhasa trong khi nhảy lò cò chơi đánh đố với nhau. Namo Buddhasa nghĩa là lạy Phật, và cứ như vậy đọc nhẩm trong khi chơi, và đứa trẻ có đức tin này hàng ngày thường thắng cuộc. Mitra thấy rằng bằng cách này bạn mình cứ thắng cuộc mãi, thấy vậy thỏa thích quá, bèn bắt chước theo bạn rồi thuộc lòng luôn. Chốc chốc lại đọc lẩm nhẩm Namo Buddhasa nghĩa là lạy Phật, lạy Phật. Vào một ngày kia, trẻ Mitra cùng với cha vào rừng đốn củi. Khi trở về đến phía ngoài thành, gần nơi nghĩa địa Quang dừng lại, mở xe củi ra cho bò tự do đi ăn cỏ, còn hai cha con thì lấy cơm ra ăn. Sau khi gặm cỏ no nê, có đàn bò khác trên đường trở về thành. Thấy vậy, bò của hai cha con cùng nhập đàn và đi vào thành trước. Lúc dùng cơm xong, nhìn lại thì không thấy bò đâu nữa.
người cha khiến con trai ở lại trông coi xe củi và thân hành trở vào thành để kiếm bò. Khi kiếm được bò trở ra thì trời cũng đã vừa tối nên kinh thành đóng cửa. Thế là hai cha con phải mỗi người một ngã suốt cả đêm. Cậu bé một mình ở lại nằm co ro dưới gầm xe củi bên bãi Tha Ma mộ địa, miệng lẩm nhẩm đọc Nam Mô Buddhasa, đọc hoài như vậy cho đến khi ngủ ngon. Vào giữa đêm khuya ấy, có hai con quỷ đi vòng quanh nơi mộ địa này. Thấy đứa trẻ đang ngủ ngon, một con quỷ có tên là Tà Kiến, không có đức tin nơi Đức Phật, bèn nói: "À, chúng ta đã có thịt ăn rồi." Con quỷ Chánh Kiến có đức tin nơi Đức Phật, lập tức cản ngăn: "Đừng có làm vậy." Mặc dù có sự cản ngăn của quỷ bạn, nhưng nó vẫn không nghe. Quỷ Tà Kiến mon men đến gần, cầm chân của đứa trẻ kéo đi. Đứa trẻ giật mình thức giấc, lập tức niệm: "Nam Mô Buddhasa, Nam Mô Buddhasa." Quỷ Tà Kiến khi nghe đến câu này, thấy trong mình nóng như lửa, thì thất kinh hồn vía, mới buông tay tháo lui. Vào lúc đó, quỷ Chánh Kiến đổ lỗi cho bạn: "Đứa trẻ này trong mình có thờ bảo tháp Phật, chúng ta thật đáng mang tội với trẻ này." Để lập công chuộc lại tội lỗi này, hai con quỷ thức suốt đêm canh giữ giấc ngủ cho cậu bé được bình an. Biết trẻ buổi tối chưa ăn nên quỷ Tà Kiến vào kinh thành lấy trộm thức ăn của nhà vua mang về cho trẻ dùng. Để cho trẻ khỏi có sự sợ hãi, hai con quỷ biến hóa ra hình dáng giống hệt hai người cha mẹ chăm sóc cho trẻ. Cậu bé cũng tưởng thiệt nên yên tâm ăn uống thỏa thích và đánh một giấc ngon lành đến sáng trăng. Trong truyện kinh vừa rồi, nhờ đọc niệm Nam Mô Buddhasa mà cậu bé được thoát khỏi quỷ ma thế nào các con đã rõ. Nhờ tụng niệm Buddham Saranam Gacchami, Thammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami thì các loài ma, quỷ, dạ xoa, yêu tinh vân vân không đến gần làm hại được. Vì lý do đó mà để ngăn ngừa tránh khỏi nhiều sự rủi ro tai hại, phải nhớ thường đọc niệm Buddham Saranam Gacchami các con nhé. Dạ xin dâng bạch thầy. 13. Bài thơ cho trẻ. Ứng: chẳng nên ra khỏi nhà khi màn đêm buông xuống, là thế giới loài ma sẽ bị chúng lôi kéo. Đáp: Đức Phật Ngài đã cho chúng ta liều thuốc quý, quỷ ma chúng không thể gần chúng ta. Ứng: quả thật là thuốc ấy, có chăng hỡi người anh, hãy cho tôi xin giới, hãy cho tôi xin giới. Đáp: Buddham Saranam Gacchami, Thammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Hãy đọc hỡi người anh, quỷ ma sẽ tránh xa. 14. Phương pháp đọc, đảnh lễ và ý nghĩa. A. Phương pháp đọc: không đọc liên tục một lần câu Nam Mô Tassa Phagayato. Đọc Nam Mô, dừng một chút, tiếp đến đọc liên tục Tassa Phagayato, xong đến đọc Arahato và cuối cùng đến Samma Sambuddhassa. Đọc không gián đoạn. Đọc xong một câu Pali, xen kẽ câu nghĩa Việt ngữ. Nên hướng dẫn trẻ thuộc lòng và đọc được Nam Mô Tassa Buddham Saranam. B. Phương pháp đảnh lễ. Năm phần thân thể đứng đều trên đất là bàn chân, đầu gối, cùi tay, bàn tay và trán. C. Saranaguna, ân đức tam bảo. Buddham Saranam Gacchami, không đọc liên tục. Buddham Saranam Gacchami, đọc ngắt giọng làm ba phần, đọc xen kẽ một câu Pali
một câu Việt ngữ, hoặc đọc riêng biệt Pali riêng, Việt ngữ riêng, trình bày cho các em hiểu và cặn kẽ về ý nghĩa. Buddham là bậc có trí tuệ, thấy biết tất cả các pháp trên thế gian, do đó Ngài được gọi là Đức Phật. Hình ảnh tượng của ông bà cha mẹ ta dùng hương, hoa, đèn, vân vân cung kính cúng dường như thế nào thì các ảnh tượng xá lợi xương tóc của Đức Phật chúng ta cũng thành tâm quý kính cúng dường như thế ấy. Thammam là pháp ngăn ngừa để chúng sanh tránh khỏi những sự phiền não khổ đau, tránh đọa sanh vào bốn đường ác đạo. Nếu hành theo sẽ đắc được thánh đạo, thánh quả, niết bàn, chấm dứt được con đường luân hồi sanh tử khổ hải. Do đó, chúng sanh mới hướng về nương tựa vậy. Thamma thật chính là những điều mà chính Đức Phật đã giác ngộ, giảng dạy để chỉ đường cho chúng sanh tránh khỏi sự khổ đau vân vân. Do đó, Thamma có nghĩa là pháp vậy. Sangham, chư thánh tăng là những bậc xuất gia có giới đức, có trí tuệ, thấy biết sự thật chân chánh trong thế gian, thấy biết chân lý của vũ trụ. Những khi cung kính quy y Tam Bảo, thường quán tưởng đến chư thánh tăng là nơi hướng về nương tựa, hoặc khi cúng dường đến tài sản chung chư tăng, mặc dù chưa phải là thánh tăng, nhưng sự quán tưởng cúng dường đến cả chư thánh tăng và phàm tăng cũng là điều lợi ích cần thiết vậy. Saranaguna, Tam Bảo, do sự thành tâm cung kính, quy ngưỡng Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, tức chư thánh tăng, mà tâm được an vui, có khả năng làm tiêu tan tất cả các sự khổ đau phiền não, cũng như ngăn ngừa tránh khỏi bị đọa sanh vào bốn đường ác đạo trong dòng sanh tử luân hồi. Do đó mà có tên gọi là ân đức Tam Bảo vậy. Gacchami có đức tin trong sạch, quy y, quay về nương tựa, hướng về phụng sự và nương tựa nơi ba ngôi Tam Bảo.